Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Jesu Kitô. Việt Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Kim Thúy xin cảm ơn quý vị và anh chị em theo dõi chương trình này. Sau đây là các tin liên quan đến tình hình tại Ukraine. Lính đánh thuê Trung Quốc chiến đấu cho Nga tử trận ở Ukraine. Các chương trình truyền hình tập trung vào việc tưởng nhớ những người lính Nga đã hy sinh cho biết công dân Trung Quốc làm lính đánh thuê đã thiệt mạng trên tiền tuyến ở Ukraine. Hàng ngàn người nước ngoài đã chiến đấu cho Nga kể từ khi Mặc Cơ Khoa xâm lược Ukraine vào tháng 2 năm 2022, trong đó có cả các công dân Trung Quốc. Quân đội Ukraine đã giết chết hai lính đánh thuê Trung Quốc theo các kênh truyền hình của Nga cho biết vào hôm thứ Tư mùng 2 tháng 10. Các cơ quan truyền thông Nga đã loan báo cái chết của hai người lính có biệt danh là Sprite và Cola và nói rằng những chàng trai đến từ Trung Quốc, những chàng trai tốt, những chiến binh vĩ đại đã hy sinh. Kyiv cũng đã chào đón hàng ngàn lính đánh thuê nước ngoài kể từ khi thành lập quân đoàn quốc tế bảo vệ lãnh thổ Ukraine, trong đó có một cựu chiến binh quân đội Đài Loan, Tăng Thắng Quang, người đã trở thành người đầu tiên từ một quốc gia Đông Á thiệt mạng trong cuộc giao tranh vào tháng 11 năm 2022. Trong khi Bắc Kinh tìm cách khẳng định mình là một bên trung lập liên quan đến cuộc chiến tranh Ukraine, họ đã làm sâu sắc thêm quan hệ ngoại giao với Mặc Tư Khoa, dập tắt những lời chỉ trích về cuộc chiến trên mạng xã hội Trung Quốc và giúp duy trì nền kinh tế thời chiến của Nga với tư cách là quốc gia mua dầu mỏ và khí đốt quốc gia hàng đầu của Nga. Trung Quốc khẳng định rằng họ không cung cấp vũ khí hoặc viện trợ quân sự trực tiếp nào cho Nga. Tuy nhiên, Ukraine cho biết các thành phần sử dụng kép của Trung Quốc đã tìm được đường vào vũ khí chiến tranh của Nga. Một báo cáo gần đây của Reuters cho thấy, các nhà nghiên cứu Trung Quốc đã giúp một công ty R&D của Nga phát triển máy bay điều khiển từ xa quân sự nguy hiểm hơn. Bảy xe kéo bọc thép của Nga chở hơn 100 bộ binh tấn công phòng tuyến của Ukraine tại Vovchansk. Máy bay điều khiển từ xa thảm sát những người Nga bị lộ. Một tuần sau khi lực lượng biệt kích Ukraine tiêu diệt số quân Nga còn lại đang ẩn náu trong nhà máy tổng hợp hóa chất PJSC Volchansky bị bao vây ở Vovchansk, thuộc tỉnh Kharkiv, miền Bắc Ukraine, người Nga đã tìm cách trả thù. Nó kết thúc trong thảm họa cho người Nga. Khi các cuộc tấn công các vị trí của Ukraine ở phía tây bắc của khu nhà máy hóa chất gồm 30 tòa nhà, lực lượng Nga tương đương với một nửa tiểu đoàn, bao gồm 17 xe kéo bọc thép MTLB, 3 xe tăng và không dưới 100 bộ binh đã đâm sầm vào bức tường hỏa lực của Ukraine. Lữ đoàn cơ giới số 57 của quân đội Ukraine đã bắn phá nhóm tấn công của Nga bằng máy bay điều khiển từ xa lơ lửng thả lựu đạn. Nhiều khả năng là còn có các loại vũ khí khác. Khi khói tan, 16 xe tăng MTLB và một xe tăng nằm đó bị phá hủy. Có hàng đống xác chết và xác người Nga bị thương xung quanh những xác tàu đang cháy âm ỉ. Bây giờ bọn họ đang kết liễu số bộ binh còn lại, một blogger người Ukraine đưa tin. Không khó để hiểu chuyện gì đã xảy ra. Bộ binh Nga cưỡi xe cơ giới vào trận chiến trên những chiếc MTLB nặng 13 tấn, khoảng 10 người trên một xe. Rõ ràng là tính toán rằng mối đe dọa từ trên cao xuất phát từ máy bay điều khiển từ xa ít nghiêm trọng hơn đối với đe dọa của mìn từ dưới lên. Đây không phải là một giả định hoàn toàn vô lý. Những chiếc MTLB lỗi thời, khét tiếng là dễ bị nổ tan tành khi bị mìn tấn công từ bên dưới. Thành ra, thay vì ngồi bên trong chiếc xe, lính Nga ngồi trên nóc xe. Nhưng người Nga dường như đã đánh giá thấp mức độ thiệt hại mà máy bay điều khiển từ xa thả lựu đạn của lữ đoàn cơ giới số 57 có thể gây ra cho lực lượng cơ giới hóa tập trung. Người Ukraine đã liên tục cải tiến đạn dược thả bằng máy bay điều khiển từ xa của họ, thêm ngòi nổ nhạy hơn và thuốc nổ mạnh hơn. Vì vậy, bộ binh tiến về phía nhà máy hóa chất có thể an toàn trước mìn, nhưng họ lại cực kỳ dễ bị tổn thương trước máy bay điều khiển từ xa. Đây là vấn đề đối với quân đội Nga nói chung khi họ kéo nhiều xe MTLB đời 1970 ra khỏi kho lưu trữ lâu dài để thay thế một số trong hàng ngàn xe chiến đấu BMP mới hơn
và nặng hơn mà quân đội Nga đã mất trong 31 tháng giao tranh ác liệt ở Ukraine. Bộ binh được điều động đến các đơn vị MTLB này sẽ phải đối mặt với cùng một lựa chọn bất khả thi, mạo hiểm với các vụ nổ mìn khi ngồi bên trong những chiếc xe máy kéo cũ hoặc mạo hiểm với các cuộc tấn công bằng máy bay điều khiển từ xa khi ngồi trên chúng. Tất nhiên, đây không phải là vấn đề riêng của Nga, vì quân đội Ukraine cũng đang tái tạo các xe MTLB cũ để thay thế các loại xe mới và nặng hơn mà họ đã mất. Nhưng quân Ukraine đang phòng thủ ở nhiều khu vực hơn là tấn công. Quân Nga đang tấn công ở nhiều khu vực hơn là phòng thủ. Quân Ukraine phòng thủ có thể để lại MTLB và đào hầm. Quân Nga tấn công thường không có lựa chọn nào khác ngoài việc lăn bánh trên những chiếc xe bẫy tử thần và cố gắng vượt qua địa hình tranh chấp để tiếp cận phòng tuyến của quân Ukraine. Trừ khi và cho đến khi động lực của cuộc chiến thay đổi và quân đội Ukraine tiếp tục tấn công rộng rãi hơn dọc theo tuyến đầu dài 1.130 cây số, quân đội Ukraine có thể, phần lớn, chờ quân đội Nga đến với họ. Ngày càng nhiều, quân đội Nga sẽ tấn công trên những chiếc máy kéo bọc thép cũ kỹ, mục tiêu dễ dàng cho máy bay điều khiển từ xa lơ lửng. Nga tuyên bố điệp viên Ukraine bị bắt vì theo dõi quân đội của Putin. Các quan chức an ninh Nga đã bắt giữ một công dân Ukraine và cáo buộc làm gián điệp ở khu vực Luhansk, hãng thông tấn Nga TASS đưa tin. Các sĩ quan của cơ quan an ninh liên bang gọi tắt là FSB đã bắt giữ cá nhân này vì bị cáo buộc truyền dữ liệu về quân nhân Nga và tình hình kinh tế, xã hội trong khu vực cho cơ quan an ninh Ukraine gọi tắt là SSU. Theo tuyên bố của FSB được TASS đưa tin, nghi phạm bị cáo buộc thu thập và chuyển tiếp dữ liệu quan trọng có khả năng gây nguy hiểm cho các hoạt động quân sự của Nga. FSB không tiết lộ danh tính của nghi phạm hoặc cung cấp thêm bất kỳ thông tin nào. Mark Galeotti, phó giáo sư cao cấp tại Viện Nghiên cứu Royal United Service có trụ sở tại London, nói với Newsweek rằng cả hai bên trong cuộc chiến Nga-Ukraine đều đang tăng cường nỗ lực thu thập mọi thông tin có thể. Ông cho biết những biện pháp này bao gồm mọi loại chiến thuật gián điệp cố điểm, tình báo con người, mua chuộc hoặc tuyển dụng điệp viên để truyền thông tin. Galeotti cho biết, việc thu thập thông tin tình báo điện tử bằng cách khai thác thông tin liên lạc của phía bên kia hoặc thu thập thông tin tình báo vệ tinh bí mật hơn bằng hình ảnh hoặc chỉ đơn giản là theo dõi vị trí của các nguồn nhiệt cũng đang được sử dụng. Đó là một loạt các chiến thuật tình báo khó hiểu vào thời điểm chiến tranh, hoạt động gián điệp trở nên quan trọng hơn nhiều. Ông nói, cả người Nga và người Ukraine đều đang đẩy mạnh các chiến dịch của họ hết mức có thể để thu thập bất kỳ thông tin nào họ có thể. Thông tin là yếu tố quan trọng, đặc biệt là trong thời đại hiện đại, với các hệ thống được hướng dẫn chính xác. Có một điều gì đó giống như một câu sáo rỗng. Nếu chúng ta có thể nhìn thấy nó, chúng ta có thể giết chết nó. Thông tin tình báo là một trong những cách mà bạn có thể nhìn thấy những thứ mà nếu bạn không thể nhìn thấy. Vào tháng 8, SSU đã bắt giữ một sĩ quan cảnh sát bị buộc tội làm gián điệp cho Nga. SSU cho biết họ đã phá vỡ một mạng lưới tình báo Nga làm việc cho FSB đang hoạt động tại khu vực Mykolaiv. Các quan chức Ukraine tuyên bố nghi phạm đã tuyển dụng cha mình, một cựu cảnh sát, để thực hiện các hoạt động do thám và phá hoại. Cũng trong tháng 8, có thông tin cho biết một nghi phạm là điệp viên Nga đã bị SSU bắt giữ tại tỉnh Donetsk vì cáo buộc thu thập thông tin tình báo về các hoạt động quân sự của Ukraine. Trong khi đó, Zelensky đã cảnh báo tình hình ở tuyến đầu chiến tuyến chống lại quân đội Điện Cẩm Linh là rất khó khăn. Báo cáo về từng lĩnh vực tuyến đầu, năng lực của chúng tôi, năng lực tương lai và các nhiệm vụ cụ thể của chúng tôi. Tình hình hiện rất khó khăn. Ông phát biểu trong bài phát biểu qua video. Nga đang tăng cường nỗ lực tuyển quân trước mùa đông. Điều này có thể làm tình hình mặt đất trở nên tồi tệ hơn. Nước này đã ra lệnh tiến hành chiến dịch tuyển quân vào mùa thu nhằm tuyển mộ 133.000 quân nhân mới. Các lực lượng ủy nhiệm của Nga ở Kherson bị tạm chiếm, tuyên bố bắt buộc người dân Ukraine phải nhập ngũ. Theo Volodymyr Seldo, lãnh đạo ủy nhiệm của Nga tại khu vực bị tạm chiếm,
những người đàn ông Ukraine ở khu vực Kherson bị Nga tạm chiếm sẽ phải thi hành nghĩa vụ quân sự vào quân đội Nga từ nay cho đến cuối năm. Nam giới từ 18 đến 30 tuổi sẽ phải tham gia nghĩa vụ quân sự trong thời hạn 12 tháng. Nga đã tiến hành một đợt cưỡng bức nhập ngũ tương tự vào mùa thu năm 2023, bắt buộc người dân Ukraine phải nhập ngũ như các công dân Nga ở các khu vực bị tạm chiếm bất hợp pháp là Luhansk, Donetsk, Kherson và Zaporizhia. Vòng tuyển quân bắt đầu vào ngày 1 tháng 10 và sẽ kéo dài đến 31 tháng 12 năm 2024, Seldo cho biết. Những người lính nghĩa vụ từ Kherson bị tạm chiếm sẽ được triệu tập để phục vụ tại quân khu phía nam của Nga, bao gồm các vùng lãnh thổ Ukraine bị sáp nhập bất hợp pháp. Seldo tuyên bố rằng những tân binh sẽ không được gửi đến các khu vực tiền tuyến hoặc trực tiếp tham gia vào cuộc xâm lược toàn diện. Đáp lại thông báo của Seldo, Yuri Sobolevsky, Phó Chủ tịch Hội đồng tỉnh Kherson, đã khuyên người dân Ukraine đang sống dưới sự xâm lược nên chạy trốn đến các nước Liên Hiệp Âu Châu hoặc các khu vực an toàn khác. Rõ ràng là sớm hay muộn, đối phương cũng sẽ sử dụng nguồn nhân lực của chúng ta để buộc người dân chúng ta tham gia vào cuộc chiến này. Theo luật pháp quốc tế, việc cưỡng bức tòng quân dưới sự xâm lược cấu thành tội ác chiến tranh. Tổng công tố Ukraine Andriy Kosin đã đệ đơn lên Tòa án Hình sự Quốc tế, gọi tắt là ICC, để ra lệnh bắt giữ Volodymyr Seldo. Theo báo cáo, Nga đã huy động hàng chục ngàn công dân Ukraine ở các vùng bị tạm chiếm của Ukraine để chiến đấu chống lại đất nước của họ kể từ khi cuộc xâm lược toàn diện bắt đầu vào ngày 24 tháng 2 năm 2022. Nhiều người trong số họ được cho là đã tử trận khi đang làm nhiệm vụ, vì Mạc Tư Khoa được cho là sử dụng những người này làm bia đỡ đạn để vạch trần các vị trí pháo binh của Ukraine và che giấu các đơn vị được tuyển dụng bên trong nước Nga. Bốn chiến đấu cơ của NATO được điều động để ngăn chặn cuộc tấn công bằng máy bay điều khiển từ xa của Nga. Bốn chiến đấu cơ của NATO đã được điều động và ban hành cảnh báo khẩn cấp để ứng phó với cuộc tấn công bằng máy bay điều khiển từ xa của Nga vào các mục tiêu gần biên giới Romania ở khu vực Odessa của Ukraine. Bộ Quốc phòng Romania cho biết trong một tuyên bố rằng các máy bay phản lực này được điều động sau khi phát hiện máy bay điều khiển từ xa của Nga gần không phận Romania bay về phía lãnh thổ Ukraine vào sáng sớm thứ Tư. Sự việc xảy ra trong bối cảnh có nhiều báo cáo gần đây về máy bay điều khiển từ xa của Nga bay vào lãnh thổ NATO, dẫn đến lời kêu gọi từ khối Bucharest 9 về một câu trả lời chung từ Liên minh. Sau khi phát hiện máy bay điều khiển từ xa, hai máy bay F-18 của Không quân Tây Ban Nha, một phần của lực lượng chiến đấu cảnh sát hàng không NATO và hai máy bay F-16 của Không quân Romania đã được điều động để theo dõi tình hình. Romania cũng đã ban hành cảnh báo khẩn cấp cho những người sống gần biên giới Ukraine ở các quận Tusi và Galati lúc 2 giờ 41 sáng giờ địa phương. Hai máy bay phản lực của Tây Ban Nha đã hoàn thành nhiệm vụ của mình vào lúc 3 giờ sáng, trong khi máy bay của Romania đã hoàn thành vào lúc 5 giờ sáng. Bộ Quốc phòng cho biết trong tuyên bố rằng, trong khoảng thời gian này, hệ thống giám sát radar của Romania không phát hiện thấy sự xâm nhập vào không phận quốc gia của các máy bay điều khiển từ xa, tham gia vào cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu của Ukraine. Tuyên bố tiếp tục lên án các cuộc tấn công do Liên bang Nga thực hiện nhằm vào một số cơ sở và thành phần của cơ sở hạ tầng dân sự Ukraine là không có cơ sở và vi phạm nghiêm trọng các chuẩn mực luật pháp quốc tế. Vài tuần trước, khối Bucharest 9 gồm Romania, Ba Lan, Bulgaria, Cộng hòa Tiệp, Estonia, Hung Gia Lợi, Latvia, Lithuania và Slovakia đã đưa ra tuyên bố chung bày tỏ lo ngại về khả năng máy bay điều khiển từ xa và hỏa tiễn của Nga hạ cánh trên lãnh thổ NATO. Hãng thông tấn độc lập Vesca của Nga đưa tin rằng các mảnh vỡ từ hỏa tiễn và máy bay điều khiển từ xa đã rơi xuống các quốc gia lân cận cuộc xung đột 34 lần, trong đó có 20 lần là các quốc gia thành viên NATO. Lãnh thổ Romania đã bị ảnh hưởng 13 lần, thường là gần các cảng sông Danube của Ukraine, mục tiêu thường xuyên của Nga. Khối này cho biết, chúng tôi bày tỏ mối quan ngại sâu sắc về các cuộc xâm nhập liên tục vào không phận NATO của máy bay điều khiển từ xa và hỏa tiễn của Liên bang Nga, cũng như tình hình căng thẳng leo thang dọc biên giới NATO. Chính phủ Latvia cho biết một máy bay điều khiển từ xa của Nga đã rơi xuống phía đông đất nước vào ngày 7 tháng 9,
có khả năng là sau khi bay qua biên giới vào quốc gia NATO này từ đồng minh của Nga là Belarus. Riêng vào cuối tuần đó, Bộ Ngoại giao Rumani cho biết máy bay điều khiển từ xa tội phạm của Nga đã vi phạm không phận Rumani khi nhắm vào cơ sở hạ tầng dân sự ở Ukraine. Ukraine nêu tên những người cộng tác với Nga bị nghi ngờ bắt cóc trẻ em Ukraine. Một số quan chức ủy nhiệm do Nga cài cắm tại tỉnh Donetsk bị tạm chiếm đã bị tuyên bố là nghi phạm bắt cóc cưỡng bức một nhóm 31 trẻ em Ukraine đưa sang Nga. Văn phòng Tổng công tố Ukraine thông báo hôm thứ Tư mùng 2 tháng 10. Văn phòng Tổng công tố đã nêu tên Denis Pushlin, nhà lãnh đạo ủy quyền của tỉnh Donetsk do Nga bổ nhiệm, và hai quan chức của ông, Ilyona Fedorenko và Svetlana Myboroda, là nghi phạm trong vụ án. Myboroda đã được đơn vị điều tra tội phạm chiến tranh của Kyiv Independent xác định trong bộ phim tài liệu Uprooted. Nhóm đã chuyển các bằng chứng thu thập được trong quá trình thực hiện bộ phim cho các công tố viên. Văn phòng Tổng công tố bày tỏ lòng biết ơn đối với các nhà báo điều tra Ukraine, bao gồm tờ Kyiv Independent, những người đã tiến hành điều tra về các vụ bắt cóc và chuyển giao tài liệu của họ. Chính quyền Nga và những người cộng tác đã bắt cóc bất hợp pháp hàng ngàn trẻ em Ukraine từ các vùng lãnh thổ bị tạm chiếm sang Nga và đưa chúng vào các gia đình nuôi dưỡng, nơi chúng được nuôi dưỡng như người Nga. Trường hợp cụ thể này liên quan đến việc trục bắt cóc 19 trẻ mồ côi khỏi Mariupol và 9 trẻ em từ các thành phố Shakhtar và Kharkiv ở Donetsk. 3 trẻ em khác từ Mariupol đã bị tách khỏi cha mình tại một trại lọc. Các nghi phạm đã tạo điều kiện bắt cóc nhóm trẻ em, trong đó đứa nhỏ nhất mới 6 tuổi vào thời điểm đó khỏi lãnh thổ Ukraine. Văn phòng Tổng công tố lưu ý rằng việc chuyển giao trẻ em không đáp ứng được các yêu cầu của luật nhân đạo quốc tế vì không được biện minh vì lý do an ninh hoặc sức khỏe. Cuộc điều tra Uprooted hay bứng gốc của Kyiv Independent giành giải thưởng truyền thông quốc tế. Theo văn phòng Tổng công tố, những đứa trẻ này đầu tiên được đưa bằng xe buýt đến thành phố Rostov-on-Don của Nga và sau đó được đưa bằng máy bay đến Mạc Tư Khoa. Các nhà điều tra Ukraine phát hiện rằng chiếc máy bay được sử dụng để tổ chức chuyến bay thuộc về một đơn vị trực thuộc chính quyền của Putin. Mặc dù là người Ukraine, những đứa trẻ này đã được cấp hộ chiếu Nga và được trao cho các gia đình người Nga nhận nuôi. Trong nhóm này có một cô gái 17 tuổi đến từ Mariupol, người được Maria Volova Belova, ủy viên về quyền trẻ em của Putin và là quan chức Điện Cẩm Linh, được cho là giám sát việc bắt cóc cưỡng bức trẻ em Ukraine sang Nga nhận làm con nuôi. Vào ngày 18 tháng 3 năm 2023, Tòa án Hình sự Quốc tế, gọi tắt là ICC, đã ban hành lệnh bắt giữ Putin và Maria Lvova Belova vì vai trò của họ trong việc bắt cóc bất hợp pháp trẻ em Ukraine. Ba đứa trẻ từ Mariupol đã tự mình đoàn tụ với cha mình, trong khi ba thiếu niên được chính quyền Ukraine trả về Ukraine. 25 đứa trẻ còn lại vẫn đang ở Nga. Nga tấn công trạm kiểm soát NATO ở biên giới với Ukraine. Theo các báo cáo, một cuộc tấn công bằng máy bay điều khiển từ xa của Nga đã tấn công vào một cửa khẩu biên giới giữa Ukraine và Rumania, một thành viên NATO. Cơ quan biên phòng nhà nước Ukraine cho biết trạm kiểm soát Olika Isaksi, nơi phà nối vùng Oseda của Ukraine với Rumania, đã bị đình chỉ vào sáng thứ Tư sau vụ việc. Hải quan Ukraine cho biết rằng dịch vụ phà tại trạm kiểm soát đã bị dừng cho đến 11 giờ sáng giờ địa phương thứ Tư sau một cuộc tấn công ban đêm của đối phương. Sau 11 giờ sáng, cơ quan này đưa ra thông tin cập nhật rằng cửa khẩu đã được mở lại và hoạt động đã được tiếp tục. Người Nga cố tình nổ súng vào trạm kiểm soát khiến người dân thường khó có thể vượt qua biên giới. Đây là hành động khủng bố nhằm vào dân thường, thống đốc khu vực Oli Kiper đăng trên Telegram. Ông cho biết thêm, các nhân viên thực thi pháp luật đang ghi lại hậu quả của một tội ác khác do người Nga gây ra. Cuộc tấn công của Nga cũng tấn công vào cơ sở hạ tầng cảng ở quận Izmail thuộc vùng Odessa, làm bị thương hai tài xế xe tải và Kiper đã chia sẻ hình ảnh hiện trường bốc cháy. Tháng trước, hãng tin độc lập Verska của Nga đưa tin rằng các mảnh vỡ từ hỏa tiễn và máy bay điều khiển từ xa do Nga bắn đã rơi xuống các nước NATO 20 lần
kể từ khi cuộc xâm lược toàn diện bắt đầu. Theo hãng tin này, lãnh thổ Rumani gần các cảng trên sông Danube của Ukraine, nơi thường xuyên là mục tiêu của Nga, đã bị tấn công 13 lần. Rumani là một trong những thành viên của khối Bucharest gồm 9 nước Đông Âu, đã kêu gọi NATO có phản ứng chung trước mối đe dọa từ máy bay điều khiển từ xa của Nga vào tháng trước. Điều 5 của NATO quy định rằng, một cuộc tấn công vào một thành viên được coi là một cuộc tấn công vào tất cả, mặc dù không có cáo buộc trực tiếp nào cho thấy Nga cố tình tấn công vào các quốc gia liên minh bằng máy bay điều khiển từ xa. Tháng trước, Roger Hilton, nghiên cứu viên quốc phòng tại tổ chức tư vấn Globsec có trụ sở tại Slovakia, cho biết các thành viên NATO vô hiệu hóa máy bay điều khiển từ xa bằng tác chiến điện tử hoặc hệ thống động lực sẽ cần phải cân bằng với việc tránh leo thang. Ông nói với Newsweek rằng, hoạt động máy bay điều khiển từ xa ngày càng tăng xâm phạm không phận của các đồng minh NATO là một vấn đề nhạy cảm. Trong đó, việc tìm ra phản ứng cứng rắn bị phức tạp bởi hai vấn đề: mối đe dọa leo thang hơn nữa và những cân nhắc chính trị cao cấp sắp tới. Ông nói thêm, mặc dù các đồng minh NATO có nhiều lựa chọn để đối đầu với máy bay điều khiển từ xa của đối phương, nhưng câu hỏi chính cần được giải quyết chung là các đồng minh muốn đạt được điều gì với chiến lược và chiến thuật tiếp theo của họ. Odessa chỉ là một trong số nhiều khu vực ở Ukraine bị Nga tấn công khiến 7 người thiệt mạng và 50 người khác bị thương. Chính quyền Ukraine cho biết hôm thứ Tư, tại tỉnh Kharkiv, 5 người, bao gồm một cậu bé 14 tuổi đã bị thương trong một cuộc tấn công bằng bom dẫn đường trên không vào thị trấn Dehachi. Thống đốc Olesiny Hubo cho biết. Trong khi đó, thống đốc Ivan Fedorov cho biết một người đã thiệt mạng và 25 người bị thương, trong đó có 3 trẻ em, tại thành phố Zaporizhia, nơi có ít 6 quả bom dẫn đường được phóng đi, gây hư hại cho các tòa nhà chung cư. Tuy nhiên, lực lượng không quân Ukraine cho biết họ đã bắn hạ 11 trong số 32 máy bay điều khiển từ xa, loại Sahi, do lực lượng mặc tư khoa phóng đi, trong đó có 10 máy bay điều khiển từ xa bị mất do tác chiến điện tử và 4 máy bay khác quay trở lại Nga. Umarov cho biết Ukraine đặt mục tiêu tăng sản lượng hỏa tiễn đạn đạo, vũ khí tầm xa vào năm 2025. Bộ trưởng Quốc phòng Rustem Umarov cho biết tại Diễn đàn Công nghiệp Quốc phòng Quốc tế lần thứ 2 của Ukraine vào ngày 2 tháng 10 rằng Ukraine đang có kế hoạch tăng sản lượng máy bay điều khiển từ xa, hỏa tiễn đạn đạo và tầm xa vào năm 2025. Ukraine bắt đầu tích cực phát triển chương trình hỏa tiễn của mình sau cuộc xâm lược toàn diện của Nga vào tháng 2 năm 2022. Vào cuối tháng 7, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết chương trình này có động lực tốt. Sau đó, vào tháng 8, ông tuyên bố rằng Ukraine đã thử nghiệm thành công hỏa tiễn đạn đạo đầu tiên do nước này sản xuất. Theo Umarov, 4 tỷ đô la đã được đầu tư vào sự phát triển của ngành công nghiệp Ukraine. Năm tới, chúng tôi có kế hoạch tăng tài trợ. Ưu tiên của chúng tôi là phát triển máy bay điều khiển từ xa trong nước và vũ khí tầm xa, bao gồm cả hỏa tiễn đạn đạo, Bộ trưởng nói thêm. Phát biểu tại diễn đàn, Umarov cho biết, Kyiv cũng muốn tiết lộ thêm thông tin chi tiết về chương trình hỏa tiễn lớn của Ukraine vào cuối năm nay hoặc năm 2025. Interfax Ukraine đưa tin. Ngoài ra, Bộ Quốc phòng còn đặt mục tiêu thu hút các đối tác nước ngoài thành lập liên doanh để phát triển ngành công nghiệp quốc phòng. Một phần quan trọng của sự hợp tác này là việc ký kết các hợp đồng dài hạn về sản xuất, cung cấp và bảo dưỡng vũ khí để bảo đảm quân đội Ukraine được cung cấp vũ khí lâu dài. Tuyên bố từ bộ này cho biết, vũ khí tầm xa sản xuất trong nước có tầm quan trọng then chốt đối với chiến lược quốc phòng của Ukraine, vì các đối tác phương Tây từ chối cho phép tấn công sâu vào Nga bằng hỏa tiễn do nước ngoài sản xuất. Bất chấp lời kêu gọi của Zelensky tới Washington trong chuyến thăm Tòa Bạch Ốc gần đây, Hoa Kỳ vẫn chưa thay đổi chính sách tấn công tầm xa. Nga bị cáo buộc giết chết 6 người trong cuộc tấn công bằng pháo binh vào một khu chợ ở Ukraine. Theo các quan chức, một cuộc tấn công bằng pháo binh của Nga đã nhắm vào một khu chợ đông đúc ở Kherson, Ukraine vào hôm thứ Ba, mùng 1 tháng 10, khiến ít nhất 6 người tử vong và 3 người bị thương.
Vụ tấn công có thể được thực hiện trùng với thời điểm diễn ra lễ kỷ niệm toàn quốc mang tên Ngày Người Bảo Vệ được nhiều người dân Ukraine tổ chức. Họ dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ quân nhân và những người đã hy sinh trong cuộc xung đột đang diễn ra. Cuộc tấn công xảy ra tại một khu chợ đông đúc ở trung tâm thành phố Alexander Prokudin. Thống đốc khu vực đã công bố một đoạn video mô tả hậu quả cho thấy những thi thể được làm mờ của thường dân gần các quầy hàng chứa đầy sản phẩm tươi sống. Văn phòng Tổng công tố Ukraine cho biết cuộc tấn công nhiều khả năng là do pháo binh Nga bắn vào gần một trạm dừng phương tiện công cộng. Ban đầu, các quan chức báo cáo có 7 người tử vong, sau đó điều chỉnh con số thành 6, làm rõ ràng một cá nhân được cho là đã chết vẫn còn sống và đã được đưa đến bệnh viện. Cuộc chiến giữa Ukraine và Nga hiện đã bước sang năm thứ ba, đã chứng kiến những cuộc đụng độ dữ dội chủ yếu ở khu vực Donetsk phía đông, nơi lực lượng Nga đang tham gia vào một cuộc tấn công quyết định nhằm giành lãnh thổ trước mùa đông. Tại thị trấn chiến lược Vuleba, lực lượng phòng thủ của Ukraine đang chịu áp lực dữ dội khi giao tranh đang tiến dần về phía trung tâm thị trấn. Thống đốc khu vực Donetsk Vadim Filaskin phát biểu trên truyền hình quốc gia rằng việc cung cấp viện trợ nhân đạo đã trở nên gần như không thể do bạo lực leo thang. Hiện tại, 107 cư dân vẫn ở lại Vuleba, mặc dù tất cả trẻ em được cho là đã được di tản. Lực lượng Ukraine đã trả đũa Nga bằng các hoạt động thành công nhằm giành quyền kiểm soát lãnh thổ ở khu vực biên giới Kursk. 4 khu vực Kherson, Donetsk, Luhansk và Zaporizhia đã bị Nga sáp nhập bất hợp pháp vào tháng 9 năm 2022. Putin đang yêu cầu Ukraine rút quân hoàn toàn khỏi các khu vực này, một yêu cầu mà Ukraine kiên quyết từ chối. Cuộc tấn công trên thị trường diễn ra vào ngày của Người Bảo Vệ, một ngày lễ quốc gia tôn vinh quân đội, cựu chiến binh và những người đã hy sinh. Trên khắp đất nước, đúng 9 giờ sáng, giao thông dừng lại và mọi người đứng yên để đoàn kết, tưởng nhớ đến những hy sinh của những người bảo vệ Ukraine. Tại thủ đô Kyiv, những người thương tiếc tụ tập tại quảng trường độc lập, cầm di ảnh của những người lính đã khuất. Angelina Stashenko, đau buồn vì anh trai Denis, người đã thiệt mạng vào tháng 5, đã bày tỏ nỗi đau buồn của mình. Với những người khác, cuộc sống vẫn tiếp diễn, nhưng với chúng tôi, nó đã dừng lại khi trái tim anh trai tôi ngừng đập. Tôi hy vọng các thế hệ tương lai sẽ không bao giờ quên cái giá mà những người thân yêu của chúng ta phải trả cho sự tự do của họ. Được thành lập vào năm 2014, sau khi Nga sáp nhập Crimea, Ngày Người Bảo Vệ đã trở thành biểu tượng cho sức bền bỉ của quốc gia. Mặc dù không có số liệu thống kê chính thức, nhưng ước tính hàng chục ngàn binh lính và thường dân Ukraine đã thiệt mạng trong cuộc xâm lược do chùm mafia Vladimir Putin khởi xướng trong thập niên qua. Tổng thống Volodymyr Zelensky đã tận dụng cơ hội này để kêu gọi sự hỗ trợ nhiều hơn từ các đối tác phương Tây. Những hành động khủng bố hàng ngày của Nga, những nỗ lực hủy diệt sự sống hàng ngày, tất cả những điều này đều có thể bị ngăn chặn, ông nói trong một tin nhắn Telegram sau cuộc tấn công Kherson. Bom dẫn đường của Nga đánh trúng tòa nhà chung cư ở Kharkiv, làm ít nhất 10 người bị thương. Chính quyền địa phương đưa tin, Nga đã tấn công Kharkiv bằng bom dẫn đường KAB vào đêm ngày 2 tháng 10, đánh trúng một tòa nhà dân cư và làm bị thương ít nhất 10 người, trong đó có một trẻ em. Thống đốc tỉnh Kharkiv Oleksiy Hubov cho biết, một quả bom dẫn đường KAB của Nga đã đánh trúng một tòa nhà chung cư 5 tầng, nằm giữa tầng 3 và tầng 4. Thị trưởng Ihor Terekhov cho biết có 10 người bị thương, trong đó có một bé gái 3 tuổi. Tất cả cư dân của tòa nhà đang được di tản và các nhân viên cấp cứu đang làm việc tại hiện trường vụ tấn công. Có thể có người bị chôn vùi dưới đống đổ nát, Senior Hubov cho biết. Cuộc tấn công cũng gây ra hỏa hoạn tại tòa nhà và lan sang các phương tiện gần đó. Ít nhất 10 phương tiện đã bốc cháy sau vụ tấn công. Hiện tại, hậu quả đầy đủ của vụ tấn công đang được điều tra. Tổng thống Volodymyr Zelensky đã phát biểu về vụ đánh bom trên kênh Telegram chính thức của mình, đăng tải video về tòa nhà bị hư hại và kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới giúp Ukraine ngăn chặn các cuộc tấn công như vậy. Để các cuộc tấn công của Nga chấm dứt, Ukraine phải nhận được sự hỗ trợ cần thiết và quan trọng nhất là sự hỗ trợ đầy đủ từ thế giới và các đối tác, ông nói. Kharkiv đã phải chịu đựng các cuộc tấn công liên tục của Nga trong hơn 2 năm kể từ khi Nga tiến hành cuộc xâm lược toàn diện vào Ukraine vào tháng 2 năm 2022
vài tháng gần đây đã chứng kiến các cuộc không kích ngày càng dữ dội vào các khu vực đông dân cư của thành phố. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em thêm lời cầu nguyện cho anh chị em Ukraine đang trải qua những giờ khắc thử thách và khó khăn. Và xin cầu nguyện cho linh hồn những người của cả hai bên đã thiệt mạng trong cuộc chiến. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát hình tới. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Jesu Kitô.